Anh là Akira, một quản lý của một tựa game. Mỗi tội game đã hết hợp đồng nên buộc phải đóng cửa. Đúng đêm nay là đêm cuối và anh tạm biệt với tựa game của mình. Đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu ra và đưa Akira thẳng vào game. Và còn vào đúng nhân vật ma vương mà anh sử dụng. Anh không tỏ ra quá hoảng loạn mà kiểm tra xem quyền admin của mình, còn không thì nó mất rồi. Anh đột nhiên gặp một cô gái và cô gái ấy bảo anh hãy bỏ chạy. Vừa đúng lúc thì một con quỷ xuất hiện, nó tấn công Akira nên anh một đòn khiến nó thăng luôn. Cô gái kia hoảng sợ nghĩ anh là ma vương. Anh nói cô bình tĩnh vì anh không hại cô đâu, nhưng anh muốn biết sao cô lại gọi anh là ma vương. Cô bình tĩnh lại và cho rằng anh vừa hạ gục một con quỷ cấp cao mà không tốn một giọt mồ hôi. Nếu không phải thiên thần thì cũng là ma vương. Anh không nhận bản thân là ma vương mà chỉ xưng tên của mình. Và ở trong này anh lấy luôn tên của nhân vật là Kunai. Anh nhận thấy cô gái này và con quỷ kia đều không phải do anh tạo ra trước đây nên anh mới hỏi tên cô gái kia và biết cô tên là Aku. Kunai bảo Aku hãy đi tắm còn anh đi quanh để trông chừng. Anh giờ đã dùng lại được quyền quản trị nên lấy ra một cái khăn và một cục xà bông cho Aku rồi tiếp tục đi canh gác. Anh nhận thấy bản thân đã tụt giảm chỉ số quá nhiều nên cần cày lại. Sau khi Aku tắm xong anh hỏi con quỷ ban nãy có thường xuất hiện hay không thì Aku hết hồn khi chỉ cần vài con như ban nãy là đi cả thành phố chứ không chơi. Anh sau đó nhờ Aku giúp mình tìm thêm quái vật. Thấy cô không lành lặn dưới chân nên anh đã ngồi xuống để cõng cô. Nhưng vì cô ở làng luôn bị xem là gánh nặng nên mới bị đưa vào làm vật tế nên cô không dám chạm vào Kunai. Để rồi anh tự cõng cô lên khiến cô rất xúc động. Aku cho biết trong rừng này có một hang động có thể ban điều ước nên anh đã đến xem thử. Tại cửa hang anh ngửi thấy mùi không ổn nên để Aku ngoài rồi tự mình tiến vào. Vào bên trong anh gặp nhiều xác chết và một tượng thần nhưng đã tha hóa. Anh biết chính tượng thần đã triệu hồi anh đến đây. Nhưng bà ta cho biết chính lũ sùng đạo này đã triệu hồi ma vương như anh đến và chúng đã bị xong con quỷ ban nãy làm thịt. Anh muốn bà ta trả anh về nhưng bà không thể do điều ấy trái với điều bà vừa làm. Bà trao anh một món quà trước khi tan biến do bị tha hóa bởi các điều ước xấu xa. Ra bên ngoài anh nhờ Aku chỉ anh hướng đến thành phố gần nhất. Nếu được thì vẽ cho anh tấm bản đồ Aku muốn đi theo nên anh cũng đồng ý. Nhưng trước đó Aku xin được quay về làng để lấy vài thứ. Cô này cõng Aku về làng và trên đường cây cối DEUD khô héo do lời nguyền của con quỷ. Ngôi làng cũng chẳng khá hơn là bao. Cô này để Aku vào làng còn bản thân tàng hình đi. Nhưng người làng thấy Aku thì lại phỉ báng và đuổi cô đi nên chiếc nhẫn trên dây anh đã phản ứng và thôi thúc anh hủy diệt chúng. Anh kháng lại nhưng nó nhắc anh nhớ chính anh đã lập trình nên cái sự bất công này. Cô này kháng lại và đứng ra bảo vệ Aku. Bọn kia tưởng anh là thuộc hạ của quỷ. Nhưng Aku gọi anh là ma vương khiến họ hoảng sợ. Chúng lại phỉ báng Aku nên anh ném một dao đốt cháy cả căn nhà. Anh và Aku sau đó rời đi và cô này xin lỗi khi hại Aku không lấy được đồ. Nhưng Aku chỉ cần đi với cô này là đủ. Và thế là cả hai lên đường đến thành phố Thánh Đô ngày kế đó. Một thánh nữ mang tên Luna đã lên đường để đi thu phục ma vương. Một nhóm thổ phỉ tưởng Luna đi tìm mình nên cho quân bày trận đón tiếp. Nhưng rồi chúng nhận ra bản thân không phải mục tiêu của thánh nữ. Còn Kunai và Aku thì thấy trời sắp tối nên đã dựng một căn cứ ở tạm. Sau khi cho Aku đi tắm, Kunai nằm nghĩ xem có cách nào để trở về hay không. Aku tắm xong thì chạy lên đường xin ngủ chung và mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy. Kunai là một người hiểu luật mà nên anh em bình tĩnh. Sáng hôm sau anh cùng Aku đi ngang qua nơi tập kích của bọn thổ phỉ. Chúng muốn hạ cả anh rồi dụ thánh nữ vào một lần luôn. Nhưng Kunai cảm nhận được và cố ý để chúng ra tay trước. Nhưng cấp chúng quá thấp nên chẳng thể hại đến anh. Tên đầu lĩnh xưng tên khiến Kunai bất ngờ khi tên này giống ông sếp của anh đến bất ngờ. Chúng nghe anh là ma vương nên thấy nực cười để rồi bị thánh nữ úp sột. Cô ta thấy ngon ăn khi vừa hốt được ma vương lần thổ phỉ. Thánh nữ này mới 16 tuổi nên có thể coi đây là tuổi trẻ chưa trải sự đời nên mới nghĩ là một mình có thể ăn được ma vương. Và y như rằng khi cô ta cho quân lính tấn công Kunai, quân lính cũng chẳng khác gì bọn thổ phỉ khi quá yếu. Và anh chỉ việc nhẹ nhàng tiến đến và túng cô gái bất lực trước mặt anh và liên tục trừng phạt cô ta bằng cách mà bố mẹ Việt Nam chúng ta vẫn hay làm. Một LAT sau anh trấn luôn số tiền của Luna và ung dung vào thành để mua đồ. Trước tiên là mua ít đồ vặt sau đó thì kiếm nhà trọ. Nhưng Aku gọi ma vương khiến ông chủ suýt thì đái ra quần. Sau khi mua phòng thì anh đi kiếm cho Aku ít đồ để mặc. Đến quán anh lấy ra đồng to nhất khiến chủ quán tròn hết cả mắt. Anh bảo cứ lấy cho Aku bộ nào hợp nhất. Anh sau đó muốn hút thuốc nên yêu cầu một cái gạt tàn. Nhưng tên chủ quán muốn dùng tay mình cũng được. Aku sau đó đi ra cùng một bộ váy. Thấy hơi lố nên anh yêu cầu có bộ nào ổn nhất thì lấy hết lúc vào nhà hàng ăn tối. Nhiều người có vẻ để ý đến Kunai khi nghe tin anh tiêu cả một đồng vàng để mua đồ. Đột nhiên Luna mò đến đòi lại tiền nhưng anh nói đây là tiền bồi thường cô trả nên anh giữ. Luna làm ồn khiến người khác càng chú ý hơn. Để bớt khiến mọi chuyện to ra nên anh bảo Luna ngồi xuống đây và đứng dậy xin lỗi thực khách. Anh còn cho mỗi bàn một chai rượu để tạ lỗi. Anh cũng gọi món cho Luna đêm đến anh cùng Aku trở về trọ. Thấy cô cứ đi cả nhắc nên anh ẵm cô về phòng luôn cho nhanh. Nhưng chỉ chưa lâu sau đó thì Luna chạy đến trách móc do anh nên cô hết luôn tiền ở trọ. Aku xin anh giúp Luna nên anh đưa cô ta lại tiền để cô ta đi dùng. Nhưng cô còn chưa chịu và cho rằng anh đã thuê bằng tiền của cô ta nên cô có quyền được ở lại đây. Và thế là anh có một đứa nữa ở cùng. Luna và Aku rủ nhau tắm chung còn Kunai ngồi ngoài xem qua cái cải tóc của Aku ban nãy và ném nó vào kho đồ. Anh đợi lúc Luna ra ngoài thì hỏi cô về thông tin của các nữ thần. Một vài người tin tượng thần trong hang kia là một nữ thần nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn. Trong lúc đó một người chị của Luna đã lên đường để lôi cổ cô về. Sáng hôm sau Kunai đi tìm nơi nào đó để kiếm tiền. Anh đến một tiệm đồ cổ và tạo ra một chiếc bát đất sét rồi đem bán với giá 1 đồng vàng. Anh thấy có vẻ hơi dễ ăn nên ép giá lên 5 lần. Ông chủ tiệm có hơi quan ngại nhưng rồi cũng phải bán. Lúc ra về anh nghe có tiếng ai gọi Luna nên chạy về xem thử thì biết bà chị cọc cằn của Luna đến lôi cổ cô về do chị ta không tin vụ ma vương xuất hiện. Luna chối cãi và bảo bản thân đã mê hoặc được ma vương. Cô này nghe được thì hiểu lý do cô nhóc này chịu ở lại đêm qua. Đột nhiên một lũ giáo đầu ma vương xuất hiện để tấn công 2 thánh nữ. Tất nhiên bà chị này thì khác hẳn cô em khi cô ta có thể dùng kiếm để tấn công. Nhưng lũ kia cũng có vũ khí bí mật tên đầu sỏ mở một chiếc dương và khiến sinh vật trong đó chui ra. Thứ này hút hết sức mạnh của những người nó chạm vào và lũ giáo đồ này đã sẵn sàng để đổi mạng. Chúng nhân cơ hội 2 thánh nữ suy yếu để ra tay trước thì một người lính đã ra chặn lại cho họ. Chiếc nhẫn lại một lần nữa thôi thúc bản năng hủy diệt trong anh trỗi dậy. Nó khiến anh không thể di chuyển nên anh buộc phải dùng lệnh chuyển đổi nhân vật thành vai trò chính diện. Ở dạng chính diện anh đứng ra bảo vệ chính nghĩa bằng việc chống lại những kẻ đang ức hiếp 2 thiếu nữ. Cô chị cọc cằn vô tình phải lòng anh khi nghe câu ấy. Anh tung quyền hạ hết đám người xấu và khiến cô chị càng chết mê hơn. Sau khi hạ hết anh lại hỏi thăm tình hình các thánh nữ và sau đó rời đi. Aku vô tình tìm lại được Kunai ở một góc tường và anh lúc này thấy xấu hổ với dạng kia của chính mình. Anh không hiểu sao bản thân lại có thể tạo ra một nhân vật như vậy. Trong lúc đó tại một hội mạo hiểm già Kunai đã chính thức bị treo thưởng do tin đồn anh là ma vương. Còn Kunai bây giờ phải đi chung với Luna đơn giản là vì anh chiều Aku mà Aku lại muốn đi chung với Luna. Luna thì cậy thế bảo Kunai đi theo vì mê cô đồ điếu. Sáng hôm sau Kunai đưa Luna một bộ đồ để cô bớt nổi bật quá khi đến nơi khác. 2 nữ mạo hiểm giả là Yuki và Mikan lên đường đi diệt sói. Nhưng lũ sói quá đông nên cả hai bỏ chạy. Còn Kunai cho dừng giữa đường để hút thuốc và để Luna thay đồ luôn. Kunai đang lăn tăn không biết tìm quái ở đâu để cày chỉ số thì 2 cô gái kia đã dẫn cả đàn sói đến chỗ anh. Anh đứng chờ xem rào chắn có tự bật lên hay không và nó có bật lên được nên anh tự tin lũ sói này yếu nên anh diệt hết trong 3 chiêu. Anh sau đó quay lại xe và tiếp tục lên đường. 2 cô gái kia cũng đã nhận ra anh là kẻ bị truy nã. Anh sau đó cùng 2 cô gái dừng lại tại một ốc đảo. Anh lấy căn cứ ra để 2 cô gái vào nghỉ. Anh cũng bảo ông đánh xe có vào nghỉ thì vào nhưng ông từ chối vì cần cho ngựa ăn. Anh đưa ông một điếu thuốc hút cho thư thả và bắt đầu suy nghĩ về việc triệu hồi phụ tá. Và anh đã chọn một nữ tiến sĩ tên là Du. Cô gái này có một khuyết điểm là tính cách khá là nóng nảy và khuynh hướng tàn bạo, nhưng anh vẫn phải đánh liều vì cô ấy là người duy nhất đáp ứng đủ yêu cầu còn thiếu lúc này. Sau khi giải thích rõ những điều đang xảy ra tại đây thì anh đã nhắm đến mục tiêu là tạo dựng nên một pháo đài để Du có thể tự do nghiên cứu. Anh đưa Du đi giới thiệu với 2 cô gái và nhờ Du chữa chân cho Aku. Tay của Du chuyển đổi thành các dụng cụ và cô hứa là chỉ đau như kiến cắn thôi. Và lần đầu tiên bác sĩ không nói dối bệnh nhân. Du chỉ tiêm 1 mũi và sau đó chùi qua một cái thì chân Aku đã lành. Aku cảm kích vì sau bao lâu nay cô đã có thể tự đi lại bình thường được. Kunai sau đó đưa Aku đi dạo một vòng để quen lại với đôi chân. Aku muốn Kunai đừng rời xa cô nhưng khuyên cô nên để câu đấy cho người cô thích. Có điều Aku đã có người đấy trong tim rồi. Cả 2 trở về căn cứ và Luna hỏi Kunai có làm gì biến thái với Aku hay không. Nhưng Kunai chỉ đến vỗ vai khen ngợi Du khiến cô cảm thấy rất lạ. Vì trước đây Kunai chưa từng đối xử với cô như vậy nên giờ cô cũng đã động lòng trước anh. Trong lúc đó 2 mạo hiểm giả nọ đã đến một quán rượu để nghỉ chân. Mikan vẫn lo ngại về ma vương Kunai còn Yuki thì lại thấy anh khá cuốn hút nên sẵn sàng trao hết mọi thứ. Và trên hết anh em đừng để bộ dạng này đang lừa. Đây là cháp chính hiệu cú có gai 100%. Do phái kia lại lên một âm mưu mới khi chúng nghe tin ma vương đã tái xuất. Tên đầu gặp lại Kunai anh cùng 3 cô gái đi ngang qua một ngôi làng. Luna cho biết đây là lãnh địa được giao cho cô nhưng cô lại không đoái hoài đến nơi này. Kunai thì thấy rõ ràng là Luna bị lợi dụng và rồi đùn đẩy cho nơi này để chuộc lợi từ dân. Đơn giản là làng này quá nghèo nên chẳng thu được lợi lộc gì mà còn nhiều vấn đề phát sinh. Kunai bàn với Du là sẽ tận dụng cái làng này. Anh ngỏ lời mượn một khu đất từ Luna để mở bệnh xá. Aku thấy ý hay nên khuyên Luna đồng ý. Kunai cũng dự tính mở thêm một suối nước nóng là có thể kinh doanh gấp đôi. Nhưng rồi đột nhiên một người của giáo hội xuất hiện và nhận ra Kunai là người đang bị truy nã. Luna bảo cô đang hợp tác với anh nên không cần lo. Kunai muốn anh ra trở về Thánh Đô, còn ở đây họ sẽ tự lo, nhưng anh ta muốn xin phép cấp trên trước. Kunai nhắc anh ta nhớ Luna mới là chủ khu này nên không cần xin phép ai hết. Cư dân ở làng này chủ yếu là tộc Thỏ. Vì giá của đá ma thuật hệ thủy tăng cao nên họ không thể mua nổi về tưới cho cây nên củ nào cũng héo úa. Kunai muốn Luna động viên tinh thần cho họ nhưng cô lại hiểu nhầm anh để ý cả con, để ý cả tộc Thỏ. Kunai sau đó hỏi xem tình hình giếng làng ra sao. Sau khi cho Du xuống kiểm tra và đào sâu thêm thì kết quả vẫn là khô cạn. Kunai đành dùng điểm kỹ năng của mình để chế tạo ra một bộ dòng dọc có khả năng múc được nước trong giếng can. Ban đầu không ai tin cho đến khi Aku làm thử. Kunai sau đó còn tạo thêm một túi phân bón và căn dặn những người Thỏ không được tiết lộ hai bí mật này ra, nếu không sẽ nổ ra một cuộc chiến để giành lấy cái dòng dọc. Tại Thánh Đô lúc này, chị cả của Luna là Angel đang có một cuộc họp. Một gã lo ngại về việc Luna đang bị Kunai lợi dụng. Nhưng một người khác và Angel lại chọn tin tưởng Luna vì Kunai là người cô tin tưởng. Cuộc họp kết thúc thì chị hai cọc cằn tên Queen bước vào. Angel muốn điều tra thêm về Kunai lẫn phiên bản chính diện của anh. Nhưng Queen thì đang chết mệt nên càng ham muốn tìm lại người trong mộng một lần nữa. Angel lúc này thì đúng kiểu 3 phần bất lực 7 phần cam chịu khi hai đứa em của mình đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt. Tối hôm đó Kunai cùng 3 cô gái KO nhau đến nhà hàng ăn một bữa. Sau khi gọi món, Kunai đã âm thầm chuẩn bị trước một món quà cho Aku. Đó là một chiếc bánh. Anh muốn chúc mừng việc Aku đã lành lại chân và rồi đột nhiên một quý bà bước vào. Luna gọi đây là phu nhân nên Kunai dùng phép thần giao để hỏi cô bà này là ai. Luna cho biết bà ta là trung tâm của giới quý tộc và có ảnh hưởng lớn đến quốc gia. Nghe vậy thì anh đã lập kế hoạch kết giao với bà này. Anh mời bà ăn bánh chung và bà hỏi anh thấy sao về thành phố này. Anh cho rằng thành phố này rất hoa lệ nhưng anh có thể biến nơi đây thành thiên đường nếu anh trở thành người cai trị. Nghe vậy thì bà tò mò muốn nghe cao kiến của anh là gì. Hiện tại thì chưa thể nói trước nên anh tặng cho bà ta một cục xà bông có khả năng giúp cơ thể sáng lấp lánh. Bà cũng thử nhìn vào 3 cô gái và thấy điều này có vẻ đúng nên nhận quà. Anh còn mời bà đến suối nước nóng ở làng để gột rửa cơ thể và hoàn toàn hồi xuân. Nghe vậy thì bà ta càng háo hức muốn trải nghiệm. Đột nhiên một bồi bàn chạy vào thông báo có giáo hội tấn công. Kunai thấy đây là cơ hội để anh biểu diễn. Tất cả theo anh lên nóc nhà và anh nói bản thân sẽ tự mình lo liệu, còn Du sẽ ở lại bảo vệ mọi người. Luna muốn đi theo nhưng anh cho rằng có khả năng cô sẽ là mục tiêu nên đi theo mà để lạc là hết cứu. Anh muốn Aku cùng phu nhân tiếp tục bữa ăn trong khi anh đi gieo rắc thống khổ đến những kẻ anh gặp. Hai mạo hiểm giả đang quần quật chống lại bọn giáo hội thì bị chúng bao vây. Thế cho tôi sửa lại nhé, bọn giáo phái đen đủi này lại gặp chúng Kunai. Chỉ với 3 chiêu anh đã hạ hết cả đám. Chúng không chịu thua nên dùng mạng mình hiến tế để triệu hồi đến một con quỷ. Con quỷ không muốn để ai chạy nên đã lập nên một rào chắn. Nó nghênh ngang hống hách cho đến khi bị Kunai ném một viên đá gãy sừng. Con quỷ ra vẻ bực tức cho đến khi cảm nhận thấy hắc khí của Kunai. Nó bắt đầu run sợ thì đã quá trễ, Kunai đã dùng hết phép cường hóa lên cơ thể. Và mặc cho nó van xin, anh quyết định tiễn nó đi như cách nó đã hại biết bao nhiêu người. Rào chắn mất đi thì người dân cũng nhận ra anh qua tấm truy nã. Họ không còn xem anh là mối nguy hại mà đều muốn cảm tạ anh. Yuki cũng đến hỏi tên của anh thì bị Mikan cấm cản vì chép không thể đến với thẳng. Tại nhà hàng lúc này một gã hề được gọi đến để trấn an mọi người. Nhưng tên này cũng là một giáo phái cải trang và hắn nhắm đến Luna cùng bà phu nhân. Du nhận ra nên cùng hắn làm vài trò ảo thuật. Cô cắt lìa tay hắn khiến hắn đau hết cả tim và rồi gắn lại. Được gắn lại 2 lần khiến hắn sợ ra mặt. Cô còn đe dọa hắn đều còn lảng vảng với thuốc độc gần đây thì cứ coi chừng. Tên kia sợ đái ra máu nên chắc chắn là bỏ chạy. Queen cùng đội của cô lúc này cũng được phái đi xử lý một toán quân xác chết và quỷ. Còn tại một nhà thờ, 2 mạo hiểm giả cấp cao cũng đang chiến đấu với một lũ giáo phái. Một đoàn giáo phái còn lại thì mò đến bên ngoài dinh thự của Angel và bắt đầu hiến tế để gọi ra một quỷ cấp cao. Tên này là hoàng tử bóng đêm Ocalt. Hắn tính phá đi lớp bảo vệ của Angel thì cô tạo thêm một lớp khác. Nhưng hắn cũng chỉ vẩy tay một cái là mất. Queen và nữ mạo hiểm giả phải lao đến cận chiến với hắn. Queen mang cây búa chứ danh của mình ra trận và đánh hắn rơi xuống đất. Cả 3 quyết đấu gần như cân sức cho đến khi một nữ quỷ mang thứ sinh vật lần trước đến thả vào khiến 2 cô gái mất hết sức mạnh. Ocalt tận dụng cơ hội để bón ngập hành cho cả 2. Angel muốn giúp em gái nhưng cô không thể vì phải giữ cho kết giới vững chắc. Trong lúc đó Kunai ở ngoài đã chứng kiến tất cả và anh thấy Angel hoàn toàn khác với 2 người còn lại. Đẹp không tì vết, vốn dĩ anh không muốn tham gia nhưng tình cảnh như này nên anh nghĩ là bản thân nên hợp sức với Angel. Anh cắn răng chấp nhận chuyển đổi qua dạng chính diện. Dạng chính diện của anh khỏe một cách bất thường và dễ dàng đấm vỡ mồm tên quỷ. Hắn cay cú và đúng lúc thấy cô gái quỷ kia thì bay lên hút máu từ cô ấy. Tưởng chừng bản thân sẽ chết thì Kunai đã cho cô ăn một miếng bánh hồi phục. Tên kia cay cú hơn nên quyết định đổi mạng chơi tới bên. Hắn hóa thành chân dạng nên Kunai đã tung ra một cú đấm toàn lực và dứt điểm trận chiến. Bình minh một lần nữa ló dạng, Kunai đứng trước ánh bình minh với ba ánh mắt từ ba cô gái phía sau nhìn theo. Cô gái quỷ kia khóc lóc và chạy đến ôm anh. Kunai thì hỏi cô đã nhớ ra cách để cười hay chưa. Cô gái kia cũng tự trả lời rằng bản thân là Chon. Queen cũng chạy đến ôm anh và quyết không để anh chạy mất. Nhưng rồi lời nói cũng chỉ là lời nói. Sáng hôm đó Kunai ở dạng nguyên gốc đã đến gặp Angel. Cô vẫn chưa tin hoàn toàn Kunai nên hỏi anh có ý định hại vương quốc hay không. Nhưng anh muốn chứng minh bằng hành động nên khi nào anh xong việc thì cô sẽ biết. Tiện đây thì anh xin thông tin về một nữ thần và quyền sử dụng thư viện. Enzo cho rằng anh định khai thác thông tin và hạ sát nữ thần nên không cho anh thông tin mà chỉ cho quyền và thư viện. Kunai ra ngoài và kiểm tra lại chỉ số như trận chiến vừa rồi mà anh có hàng đống điểm để làm việc. Xây bệnh viện suối nước nóng với gọi thêm phụ tá thì vẫn còn dư chán. Đúng lúc thì Aku chạy đến và cả hai lúc này nhìn y như cha con vậy. Cả hai đến thư viện và tìm thông tin về nữ thần. Anh không biết các nữ thần là tự nhiên hay được nhân tạo và tại sao họ lại biến mất trong khi lũ quỷ họ phong ấn thì sống nhăn răng cả đám. Aku cũng chưa từng nghĩ xa đến vậy. Aku sau đó đọc một cuốn truyện về chú chó tự mình thám hiểm hầm ngục và sống hạnh phúc. Kunai thắc mắc thế giới này liệu có tồn tại hầm ngục hay không nên hỏi người thủ thư. Người này cho biết là có nên anh có suy nghĩ vài thứ. Sau đó anh cùng Aku ra về và giữa đường thì anh muốn Aku về trước. Anh rẽ vào con hẻm thì gặp lại Chon. Cô biết anh chính là người đã cứu cô do cô nhìn thấy được màu sắc linh hồn. Kunai không chịu nhưng Chon không chịu bỏ ra nên anh lập giao kèo với nhỏ là nhỏ sẽ làm việc cho anh và anh sẽ cho nhỏ gặp dạng kia. Cả hai về trọ và Luna có hơi lo ngại khi quỷ ở cùng bản thân. Nhưng Kunai muốn cô ta nhìn theo nhiều hướng thay vì chỉ quan tâm vào những yếu tố trắng đen thông thường. Tiện đây thì anh bảo tất cả bám vào mình để dùng phép địch chuyển về làng. Du cũng bám vào dù cô có thể tự đi. Nhưng cô cho rằng không nên phí năng lượng nên cả hội đã bám hết vào Kunai để về một lượt. Sau khi về làng Kunai và Du đi tìm một chỗ thích hợp để bắt đầu xây dựng. Anh chỉ mới lấy trong túi đồ ra một hộp nhỏ thì chớp mắt đã thành cả cái bệnh viện. Về vấn đề tiền tệ thì anh cứ tạm dùng đồng ở thế giới này. Có tất cả 7 mệnh giá từ đồng bạc vàng và 3 loại trên nhưng là đồng lớn. Cứ hình dung 1 đồng thì là ngàn, 1 đồng lớn là 10. 1 bạc là 100 thì bạc lớn là 1 triệu. 1 vàng là 10 triệu thì 1 vàng lớn là 100 triệu. Trên hết Kunai muốn giảm chi phí cho bệnh nhân nghèo. Ngược lại với bọn quý tộc thì cắt cổ nhất có thể. Du đồng tình với anh khiến anh thấy lạ khi Du hoàn toàn khác với những gì anh lập trình. Từ một người nguy hiểm lại thành một cô gái dễ thương. Anh sau đó tạo thêm một suối nước nóng kiêm khách sạn nghỉ dưỡng bên cạnh. Sẵn có hai cô thỏ nhìn cũng hút khách nên anh bảo cả hai gọi người đến đây để anh giải thích công việc. Và cũng sớm thôi, anh sẽ đập hết nhà của mọi người rồi xây lại. Cả hai thấy hơi quá nên xin thôi nhưng anh nhất quyết sẽ làm. Vì anh còn dự tính xây thêm một cái sòng bạc nữa để bòn tiền lũ quý tộc một cách trắng trợn nhất có thể. Sau khi hai cô gái kia sợ quá mà chạy đi thì anh làm công việc tiếp theo là triệu hồi phụ tá. Anh chọn một người có khả năng chiến đấu để bảo vệ làng trong lúc anh vắng mặt và đồng thời cũng có quan hệ tốt với Du. Trên hết thì người này cũng có bộ óc thiên tài. Và người đó là Tahara. Tahara được gọi đến thì chẳng biết cái gì nên anh bảo Tahara theo mình. Bằng đầu óc thiên tài, Tahara không mất thời gian để hiểu mọi thứ đang diễn ra. Anh ta hỏi Kunai đang dự tính gì thì anh nói ra những thứ cần làm như là thương lượng với quý tộc, cải thiện làng, đào tạo người dân, chăm trẻ và bla bla. Tahara không nhận nổi vì anh đâu phải con mèo máy xanh lẻ nào đó mà nhận hết được. Nhưng Kunai chỉ còn có thể trông cậy ở anh. Kunai chạm vào Tahara khiến anh có phản ứng giống hệt Du lần trước. Kunai tưởng anh ta không khỏe nên bảo qua Du khám thử. Tahara cho rằng qua Du thì chẳng khác gì để cô chặt ra nhiều khúc. Đúng lúc Du cũng đến khiến anh ta hết hồn. Hai bên chào hỏi nhau thì ba cô gái loli cũng đến. Chon thấy màu tốt nên biết Tahara là người có thể tin tưởng. Còn Kunai bắt đầu sắp xếp để mời phu nhân đến sáng hôm sau. Anh mang một hộp nhạc đến cửa tiệm ngày trước để bán. Do hộp nhạc này chưa từng xuất hiện tại đây nên ông chủ tính giá nó rất cao. Nhưng Kunai để ông ta tự trả giá thay vì bản thân ra trước. Ông ta nghĩ Kunai đang thử mình nên suy nghĩ kỹ lưỡng vì sợ anh mất lòng tin và đi bán ở nơi khác. Và rồi cả hai chốt kéo là 15 đồng vàng tương đương là 30 rắc. Ngay sau đó anh đến tiệm đồ trước đây đã mua cho Aku. Anh đặt 30 bộ đồ, trong đó một nửa là đồ cô gái thỏ và một nửa là đồ dành cho buổi bàn. Anh đặt trước 5 đồng vàng và hứa sẽ trả thêm 2 đồng khi họ làm xong và vận chuyển đến làng cho anh. Trên đường về anh còn mua thêm ít thực phẩm và tất nhiên là được các chủ tiệm nồng nhiệt tiếp đón. Tối đó anh cố gắng tập cách để chuyển đổi và chấp nhận bản thể kia của mình. Vì có thể nói cả hai đã gắn với nhau trong suốt 10 năm. Vài ngày sau đồ đạc đã được chuyển đến, mọi người cũng đã dần làm quen với công việc trong suối nước nóng. Còn Tahara thì nhiệt tình huấn luyện cho các cậu nhóc làm việc và sẵn sàng bỏ qua cho mọi sai lầm. Một tuần sau thì phu nhân chính thức được mời đến. Phu nhân còn mang theo ông của mình là cựu binh Sambo. Ông buộc phải nghỉ hưu do vài năm trước đã bị ma thú cướp đi đôi mắt. Kunai gợi ý cho ông đến gặp Du để cô chữa cho. Ông nghe vậy thì tràn ngập hy vọng và đi theo Tahara. Kunai đã liên lạc trước với Du và cô đã sẵn sàng ngay lúc ông đến. Cô xem qua thì nó chỉ đơn giản là dùng thuốc nhỏ mắt là chữa được. Và chỉ chưa quá một phút cô đã thành công lấy lại đôi mắt cho vị cựu binh. Để cảm ơn cho điều đó thì phu nhân trả cho Du một đồng vàng đặc biệt. Nếu ước tính theo tỷ giá hiện tại thì đồng này gấp 100 lần đồng vàng thì nó sẽ rơi vào 1 tỷ trở lên. Và thế là Kunai đã thành công gây dựng được quan hệ thân thiết với một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất vương quốc. Và 10 năm trước ta biết Luna cùng một cô bạn đã từng là trẻ mồ côi lưu lạc trên đường và bị mấy tên quý tộc xem thường. Nhưng Luna không hề chấp nhận số phận mà cô thề một ngày nào đó sẽ trở thành thánh nữ để khiến chúng hối hận. Và chỉ 2 năm sau cô đã gia nhập thánh giáo và bắt đầu rèn luyện để thành thánh nữ. Cô xin được mang người bạn của mình vào chung thì nghe tin cô bạn ấy đã bị tử hình vì bị phát hiện là á nhân. Luna cho rằng cô bạn ấy chưa hề làm gì sai nhưng như đã nói trước đây thì các loài khác luôn bị con người khinh rẻ. Trở về với thực tại phu nhân đã sẵn sàng để vào bồn tắm nên Kunai nhắc trước Luna một tiếng để chuẩn bị. Cô chuẩn bị xong thì chạy ra kéo phu nhân vào để tận hưởng trọn gói từ đầu đến cuối. Từ tắm vòi trước xong rồi đến tắm carbon. Rồi qua vài ba kiểu tắm bồn khác và cuối cùng là xông hơi bằng muối. Phu nhân nhìn cách cư xử của Luna thì biết rõ là cô đang yêu. Và mục tiêu không ai khác là Kunai và khuyên Luna nên chăm chút vẻ ngoài nếu muốn được chú ý. Sau khi được trải nghiệm một buổi tắm hồi xuân thì phu nhân đã quyết định sẽ nghỉ mát tại đây luôn. Enzo nghe tin này thì càng lo lắng hơn khi cô nghĩ Kunai đã lôi kéo cả một đại diện của vương quốc về để củng cố thế lực chờ đợi ngày lật đổ giáo hội. Nhưng Queen cho rằng chị mình chỉ đang nói quá vì cô cũng biết Luna thích Kunai. Còn cô thì lại thích bản thể kia của Kunai. Cho nên Queen khuyên chị mình nên thử yêu ai đó trong lúc đó. Du đến gặp Tahara thì thấy anh đã vẽ lại cơ cấu của toàn làng anh cho biết anh đã hỏi qua ý Kunai. Du thắc mắc về chi phí thì Tahara nói đồng vàng cô mang về đã đủ. Thấy bản thân có ích với Kunai thì Du thích lắm. Tahara thấy Du khác hẳn nhưng anh hy vọng Du cứ ngọt ngào thế này thay vì nguy hiểm như trước. Du muốn thông báo trước với phu nhân thì Tahara nhắc cô nhớ cả hội chỉ làm theo mục đích riêng và không cần để tâm đến suy nghĩ của quý tộc. Ngày hôm sau Kunai đã bị Du gọi đến để kiểm tra qua. Anh không hề bị gì nhưng Du thì lại tính nhân cơ hội lần tới. Do Kunai vẫn còn sợ cái bản tính nguy hiểm đó nên chuồn lẹ. Tối đến Kunai sau khi tắm xong thì VED phòng và phát hiện một vấn đề. Đấy là các vật dụng khác đều có thể tự làm đầy nhưng đồ ăn thì không. Đột nhiên Aku lại đến xin ngủ chung nên anh cũng đồng ý. Luna một lát sau cũng đi tìm Aku thì thấy cả hai ngủ chung nên cô cũng chui vào nốt. Sáng hôm sau Kunai ra khỏi làng nên đã viết giấy để lại để hai cô gái khỏi đi tìm. Anh đến thị trấn thì bị Mikan và Yuki bắt gặp. Anh không nhớ họ lắm nhưng nghe họ nói chuyện thì cũng tự hiểu ra. Và anh hoàn toàn bị dáng vẻ này đánh lừa hiển nhiên thôi. Tới tôi và anh em còn bị thì nói gì được. Anh bảo là cần đến hội mạo hiểm giả để lấy thông tin về một hầm ngục. Yuki ngỏ lời muốn giúp anh do chỉ người của hội mới có quyền lấy thông tin. Nhưng trước đó Yuki muốn mời anh một ly đến quán thì ai nấy đều nhận ra Kunai và muốn mời anh một ly. Lúc uống một ly bia thì anh thấy sảng khoái thật sự nhưng Yuki lại giành ly của anh. Lúc bà chủ đưa đồ ăn ra thì Yuki luôn giành lấy ăn phần thừa. Kunai bắt đầu nhận ra con nhỏ này không phải ấm đầu mà thực sự là biến thái. Mikan dù không ưa Kunai nhưng do anh đã cứu họ 2 lần nên cô đành giải thích cách hoạt động của mạo hiểm giả ở đây. Cũng như bao nơi thì đều là nhận ủy thác và làm để rồi nhận thưởng. Cấp càng cao thì càng được đãi ngộ tốt. Kunai còn biết thêm rằng trang bị được chia làm 5 loại. Từ đồ thô sơ cho đến đồ được gia công, sau đó là đồ do người lùn rèn ra. Kế tiếp là đồ do các mạo hiểm giả hay giả kim thuật chế ra. Cuối cùng là bảo vật dành cho các thánh nữ. Kunai hỏi họ có đồ nào giúp tăng chỉ số kháng phép hay không có vuốt rồng nha nhầm. Yuki cho biết mấy đồ kiểu vậy chỉ có ở hầm ngục nên Kunai sẵn sàng lên đường thì Yuki muốn đi theo vì cô cũng có cấp bậc không hề thấp. Kunai thấy có hướng dẫn viên thì liền đồng ý cho cô ta đi theo. Mikan cũng buộc phải đi theo trông chừng đứa đồng đội duy nhất của mình. Trong lúc đó Angel đã hết kiên nhẫn nên cô đã dịch chuyển đến làng. Do Tahara không biết nên nghĩ cô là người làm nên ép vào làm việc. Cô giờ mới nhận ra tại sao bản thân lại phải làm việc này cơ chứ. Đúng lúc thì Luna tìm thấy nên Angel khuyên cô trở về chân sau đó đến gọi Luna làm việc tiếp. Angel càng tin chắc em gái mình bị mê hoặc khi thân thiết với cả quỷ. Đúng lúc hai cô gái thỏ đến hướng dẫn Angel vào trải nghiệm dịch vụ. Cô đành phải tham gia để tìm hiểu sự thật phía sau. Và khi bước vào thì cô vô tình gặp được Kunai. Anh cũng đang tắm và hoàn toàn ngơ ngác khi Angel bước vào. Anh ném cho Angel chiếc khăn tắm và bảo cô bớt làm ồn mà hãy xuống ngâm mình rồi nói chuyện. Angel ngồi một lúc thì rên quá trời do thoải mái. Kunai càng mất bình tĩnh hơn khi cô đúng kiểu anh thích đã vậy còn làm ra mấy âm thanh dễ gây hiểu nhầm. Đến lúc này anh mới nói rõ ra tác dụng của suối nước nóng này là để giải tỏa muộn phiền và áp lực khỏi cơ thể, đồng thời giúp phục hồi sức khỏe và tinh thần cho hôm sau. Cô này cho rằng Angel là một đấng cai trị bất tài khi cô chẳng thể làm gì để xóa bỏ sự bất công khỏi xã hội. Anh sau đó mời cô một ly rượu vì rượu này có tác dụng hồi phục thể lực. Angel có vẻ hơi say nên nói ra hết nỗi lòng của mình. Sau đó vì để tạ lỗi nên anh đã lấy ra một món là hào quang thiên sứ và tặng cho Angel. Cô bắt đầu nghi ngờ việc liệu Kunai có phải là ma vương hay không khi anh có thể ban hào quang thiên sứ cho người khác. Lúc ra về Kunai biết Angel tự mình đến đây nên đã dùng phép để đưa cô về thánh điện. Angel gần gũi với Kunai thì mới nhận thấy anh không hề xấu. Đã vậy còn dùng được phép dịch chuyển của thiên thần nên cô hỏi lại rằng Kunai thực sự là ai. Anh chỉ nói bản thân là một người sẵn sàng hợp tác với cô trong tương lai. Anh cũng tiết lộ việc bản thân được tượng thần triệu hồi đến. Nhờ vậy mà Angel đã tìm ra chân tướng thực sự của anh. Cô nghĩ Kunai chính là thiên thần sa ngã Lucifer. Bởi vậy nên anh mới vừa là ác quỷ vừa có thể ban hào quang thiên thần. Cô định giữ Kunai lại thì anh đã dịch chuyển đi. Cô thầm hứa một ngày nào đó sẽ đưa Kunai trở lại làm thiên thần. Tối đó Aku đến gặp Kunai và nói bản thân sẽ khá cô đơn lúc anh đi hầm ngục. Nhưng anh nói bản thân có dịch chuyển nên có thể về mọi lúc và anh hứa sẽ mua quà về cho cô. Hai cô gái còn lại cũng mò đến và tối đó Kunai bị ba cô nhóc quấn quanh người nên ngủ không nổi. Sáng hôm sau anh chính thức lên đường và căn dặn hai phụ tá cẩn trọng. Anh nhắc kỹ Tahara rằng nếu kẻ nào dám hại đến cái làng này thì xóa sổ không cho chúng đẻ trứng. Tahara hơi rén nhưng vẫn cố nghiêm nghị để nghe theo. Và ma vương của chúng ta lên đường trở nên mạnh hơn để bảo vệ cho những người anh yêu quý. Phim đến đây là kết thúc.